các cái siêu âm tim bẩm sinh có lẽ là siêu âm tim khó nhất, khó nhất trong các loại tim siêu âm tim. Đây là cái thứ hai là cái siêu âm tim, là nhưng mà siêu âm tim bẩm sinh thì nó lại là hay là nó lại làm trẻ con, làm trẻ con cho nên là các cái gọi là cái tổn thương nó dễ nhìn bởi vì là cái thành được của trẻ con nó nhỏ, nó không bị khí, nó không bị béo phì, cho nên là nó nhìn nó dễ, cho nên trẻ con làm siêu âm tim nó dễ, cho nên chẩn đoán siêu âm tim của trẻ con thì nó rất dễ. Cái khó thứ hai của siêu âm tim ấy là chúng ta làm siêu âm để xem cái vật thành của tim, đấy là cũng khó, các bạn. Thế hôm nay chúng ta sẽ học một số cái siêu âm tim bẩm sinh, các bạn. Báo cáo chứ là siêu âm tim bẩm sinh thì nó có, chúng ta thấy là nó có những cái tầng là tầng bẩm sinh, là tầng nhĩ, rồi tầng thất, rồi tầng đại, rồi mạch. Thì tí chúng ta sẽ xem một số hình ảnh ở trong các cái đĩa đây, các bạn. Đây, chúng ta biết thế này là đầu tiên thì mình phải xem là các cái bước khảo sát cho các cái tầng giúp cho chẩn đoán nhịp tim bẩm sinh như thế nào. Chúng ta thấy rằng là thứ nhất là chúng ta xem cái vị trí của nhĩ làm sao, đúng không ạ? Thì đặc điểm chúng ta thấy rằng là nhĩ phải thì nằm bên phải, đúng không ạ? Nhĩ trái thì nằm bên trái, trừ cái trường hợp nó đảo ngược đi, đấy là về nguyên tắc, đúng không ạ? Thế còn có khi chúng ta lại có những chút chúng ta không phân biệt được hai nhĩ nữa, bởi vì như vậy nó chỉ có một nhĩ thôi. Đấy, có những lúc nó không có buồng này, đúng không ạ? Có những tim chỉ có ba buồng này, hai buồng thất và một nhĩ thôi, đúng không ạ? Thế thì vị trí của thất ấy, chúng ta biết là thất phải, bình thường chúng ta biết là cái quả tim chúng ta nó phải như thế này. Bình thường quả tim chúng ta, nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy cái quả tim nó như thế này. Tôi vẽ cho nó hơi phóng đại một tí, đúng không? Thì đây là nhĩ phải này, đây là thất phải này, đây là thất trái này, đây là nhĩ trái này. Thế bình thường nó như thế này, tức là thất phải này, thất trái này nó phải to hơn thất phải. Cái van động mạch phổi này, cái van ba lá này nó phải thấp hơn van hai lá, đúng không? Đây là bình thường. Cho nên từ nhĩ phải thì nó phải đổ xuống thất phải, từ nhĩ trái đổ xuống thất trái, đúng không ạ? Thì đấy là bình thường, đúng không ạ? Thế mà tôi thấy rằng là thế nếu như nó có những khi nó lại thất cái lại thất phải nằm bên trái, đúng không ạ? Thế thì còn như vậy là chúng ta thấy rằng là còn đoạn đại động mạch chúng ta biết là bình thường ấy thì là từ cái thất trái này từ thất trái nó vào động mạch chủ, đúng không ạ? Đây là bình thường. À. Thế nhưng có những lúc thì nó lại không làm như thế, đúng không ạ? Nó lại thay đổi đi, đúng không ạ? Thế mà nếu bình thường ấy, thì động mạch chủ nó từ thất trái, mà động mạch phổi nó từ thất phải. Thế nhưng có những trường hợp thì động mạch chủ, đúng không ạ? Thì nó lại từ thất phải, mà động mạch phổi từ thất trái. Đấy, thì nó bị gọi là nó bị loạn lộn, đúng không ạ? Đảo, nó gọi là giao đảo. đại động mạch. Đấy. Thế rồi là chúng ta có thể là thất trái này, thất phải này có hai đường ra, đúng không ạ? Ra cả cái chủ của mình phổi. Hoặc là thất trái có hai đường ra, đúng không ạ? Đấy. Thế rồi là có thể rằng là tim thì chỉ có một đường ra thôi, là do bệnh nhân không có động mạch chủ, chỉ có động mạch phổi thôi. Hoặc là bệnh nhân không có động mạch phổi, chỉ có động mạch chủ thôi. Hoặc là thân chung động mạch, một cái thân chung này xong là tách ra hai cái động mạch. Thế cho nên tất cả những cái này nó đều dẫn đến một việc là nó làm cho cái đấy là quả tim không bình thường, đúng không ạ? Chứ quả tim bình thường chúng ta biết là nó có bốn buồng, nhĩ phải, nhĩ trái, thất phải, thất trái, từ thất phải đi ra động mạch chủ, từ thất phải ra động mạch phổi, thì đấy là bình thường. Thế nhưng những trường hợp này nó không bình thường nữa thì nó gọi là tim bị bất thường, đúng không ạ? Thế chúng ta biết rằng là cái đầu tiên là có một số trường hợp là tim nó nằm bên phải, đúng không ạ? Thế tim nằm bên phải thì nó có nhiều kiểu nằm bên phải. Tim nằm bên phải là nếu mà tim nằm bên phải mà gọi là thông thường nhất ý, là đây nó là loại tim nằm hẳn bên phải như này. Nó chỉ có khác cái là bên trái là nó ở bên trái đây, đúng không ạ? Bên phải nó nằm hẳn bên phải này. Thì cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là những người này thường nó là gan nó nằm bên trái, đúng không ạ? Dạ dày nó nằm bên phải, nhưng mà đảo ngược cả. Thế là đảo ngược cả. Thế thì chúng ta thấy rằng là khám cái lâm sàng chúng ta thấy là chúng ta nghe cái tim bên trái. Nó đảo ngược hẳn lại. Thế mà chúng ta làm điện tim thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải đảo ngược cái
V1 thì thành V2 và V2 thành V1, đúng không ạ? Và V3 thì lại sang bên phải, V4 sang bên phải, V5 sang bên phải, V6 sang bên phải thì nó là sẽ đi tìm đường bình thường. Thế còn chúng ta lật ngược lại thì nó không còn bình thường nữa. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là sóng P nó sẽ dương ở AVR và nó sẽ âm ở V1. Nói này cho hiểu. Không biết là các anh chị có thuộc về cái siêu âm trên tim chưa? Nói thế này một tí cho hiểu. Đây là D1. Đây là D2 này. Đây là D3 này. Đây là AVF này. Đây là AVR. Đây là AVR. Cứ về phần này là phần dương, đúng không ạ? Dương. Dương. Thế còn đối diện là phần âm. Thế thì bình thường cái trục của sóng P ấy, trục của sóng sóng QRS chúng ta là ở chỗ D2 này nó khoảng cỡ 56 60 độ. Thế còn cái trục của cái sóng sóng P ấy, thì cái trục nó nằm ở cái chỗ khoảng 40 độ. Sóng P này, cái trục cực cực nó. Cho nên là AVL nó phải dương này. AD1 nó phải dương này. Thế bây giờ nếu cái nó bị lộn ngược sang bên đây thì sẽ nằm ở đây, đúng không ạ? Thế cho nên là AD1 làm sao? Nó về phía âm của D1. Nó về phía âm của gì? AVL. Nhưng nếu ở đây này thì nó ở phía âm của AV thì đấy? R. Nhưng nếu về đây này thì nó sẽ là về phía gì? Phía dương của AVL. AVR. Đúng không? Cho nên là nó đảo ngược cả. Thế nên ta nhìn thấy sóng thì ta biết ngay đấy là nó bị tim đảo ngược. Đó. Hoặc là chúng ta đang đặt sai điểm cực. Thế nhưng mà nó có cái loại là nó chỉ thay đổi một tí thôi. Nó phải nó đi. Đây là nó gọi là đây là nó là soi gương hẳn sang, đúng không ạ? Soi gương hẳn sang. Thế còn ở đây nó chỉ có đẩy sang một tí thôi, đúng không ạ? Thế còn đẩy sang một tí thôi nhưng mà nó còn cái này nó đảo ngược lại nhưng nó không xoay gương sang, nó ở chính giữa đấy. Thì nó có rất nhiều, trên cuộc đời nó có rất nhiều kiểu chứ không phải là chỉ có một kiểu, đúng không? Rất nhiều kiểu. Thế nên chúng ta cũng phải thấy rằng là cuộc đời nó đa dạng, đúng không? Thế thì tim mạch bên phải thì nó có nhiều loại bên phải, là tim mạch bên phải như hình dạng nó vẫn giống như bình thường này và nó chỉ dịch cho bên phải thôi. Nhưng cái loại này là tim nằm bên phải nhưng mà nó đảo nhưng nó lại không hẳn sang bên phải, còn cái loại này sang bên phải hoàn toàn đấy. Đấy thì nó là như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có thể có rất nhiều các loại tim nằm bên phải như vậy. Thế thì tất nhiên là chúng ta bình thường ta làm siêu âm tim, chúng ta ngồi thì bệnh nhân nằm nghiêng sang bên trái, phải không ạ? Để tay lên đầu thì chúng ta ngồi đây này, thường ta ngồi đây chúng ta làm siêu âm ở đây. Thế nhưng có người ta là sinh ra người ta lại không thích ngồi ở đây, người ta chồm qua đây là vì thế này này. Báo cáo anh chị, người Việt Nam mình nhỏ bé thì chúng ta ngồi làm siêu âm thế này, đúng không ạ? Bệnh nhân nằm ở đây nhưng mà mình chồm sang lên mình làm nó dễ. Thế nhưng mà đối với người to béo thì không chồm đây được. Bởi vì nó thực ra là người ta không ngồi, có cả anh chị là đi làm siêu âm này, như tôi đi làm siêu âm là tôi ngồi tôi mới nhận ý. Làm siêu âm người ta không ngồi lên ghế này đâu mà ngồi lên giường nhận, người ta ngồi sát vào bệnh nhân thì nó mới có thể, người ta to cao to vừa thì mình bắt đầu đưa tay sang bên này rồi. Thế nhưng mà làm như vậy thì những người làm siêu âm bao giờ không có chứng là chứng đau lưng do mình bị vắt kẹo cuộc sống. Thế cho nên có một số bác sĩ thì người ta không thích làm như vậy mà cho người ta chân đem cho bệnh nhân là nằm nghiêng sang bên trái, nhưng mà người ta ngồi nằm nghiêng sang bên trái, mặt nằm như thế này. Tôi ngồi đây tôi làm này, tôi ngồi tôi làm này thì rất là thoải mái. Thế nhưng cái tư thế này không phải cái tư thế chuẩn mà chỉ có một số người làm được thôi, còn một số người không làm được. Như tôi không làm là vì nó bị trái tay, mình cứ làm nó quen rồi nó trái tay, đúng không ạ? Tí nữa tôi sẽ lúc nào mà xuống dưới kia tôi sẽ chỉ cho anh sẽ thấy cái động tác làm như thế, đúng không ạ? Thế thì nếu mà như thế này thì chúng ta để cho bệnh nhân nằm nghiêng sang bên phải và ngược lại, đúng không? Để chúng ta làm nó mới dễ. Đấy, chúng ta thấy gần như thế. Thực ra cái hình này không phải là hình chuẩn đâu. Thấy không? Cái người làm siêu âm là cái bệnh nhân làm siêu âm là phải hơi nghiêng sang bên trái cơ. Chứ còn đây chúng ta chỉ đặt ở đây là đặt siêu âm là đây là siêu âm tại
gọi là cạnh ức bên trái, đây là dưới mũi ức, bên dưới mũi ức đúng không ạ, đây là trên ức đúng không ạ, và đây là ở mỏm tim. Đây là những cái vị trí thường làm siêu âm chúng ta thường đặt như vậy đúng không ạ. Thế thì đây là chúng ta thấy là đây là cái siêu âm này để chúng ta cắt theo trục dọc quả tim đúng không ạ. Ở chúng ta đặt cái quả tim, đặt cái đầu dò ở liên sườn 2-3 cạnh ức bên trái, chúng ta cắt theo trục dọc quả tim thì nó ra cắt trục dọc quả tim đây này đấy, thì ra cái hình như này đúng không ạ. Thì đây chúng ta có nhĩ trái, đây thất trái, đây là gốc của bệnh chủ, đây là van của bệnh chủ, đây là van hai lá, đây là vách tiên thất, đây là thành sau thất trái, đây là thất phải nhé. Thế mà chúng ta dùng cái gọi là cái cơ sơ, đây là cái gọi là cái con trỏ này, ta cắt dọc qua van hai lá thì van hai lá nó mới mở ra thế này, đóng lại thế này, thì lúc nó mở ra thì nó mở ra đến đây này, nó mở ra như thế này, nó đóng lại như thế này nhá, nó mở ra như thế này, nó đóng lại như thế này, thì nó chạy theo cái TM là time motion, là theo thời gian là TM. Thế còn đây là hai biểu diễn. Thế thì ra trước này nó vận động ra trước này, ra sau nó vận động ra sau này, đúng không ạ? Nó vận động ngược chiều nhau. Thế là ra trước thì nó bắt đầu nó mở ra, nó mở rất là mạnh. Sau đó là nó thì máu nó trào từ nhĩ từ nhĩ trái xuống thất trái, nó làm cho van hai lá mở rộng ra. Thế và sau đó thì nó hết áp lực đi thì bắt đầu này nó lại đóng van hai lá lại. Đóng hai lá là tí trong nó đầu nó lại đem đến lúc mà nhĩ trái nó bóp cái nó tống máu đi tiếp thì nó mở lại thêm cái này nữa, thì đây là do nhĩ trái nó bóp, nó nhĩ trái nó bóp nó làm cho van mở thêm, thế sau đó là chảy hết xuống rồi đóng van lại, nó tạo thành hình chữ M. Đây là chữ M, còn đây là hình chữ V đúc để người ta biết. Đây là thế còn đây là mặt cắt cạnh ức trục ngang qua van của trục đó, ngang qua van của trục, ngang qua van nội chủ này, thì ngang qua van nội chủ chúng ta sẽ thấy là van nội chủ sẽ có ba lá van, đây là lá động mạch vành trái, đây là lá động mạch vành phải, đây là lá không vành, đúng không? Lá động mạch vành trái lá rất như thế này này, đây là cái chỗ, đây chúng ta nhìn thấy hình như này này, đây là cái lá van này, đấy, đây là van ba lá này, cái van ba lá này nhá. Và đây này, cái đây là thất phải, cái đây là nhĩ phải, nhĩ phải này, đây thất phải, đây là van động mạch phổi này, đấy, đây là động mạch phổi, đây là nhĩ trái, cái đây là tiểu nhĩ này, và left atrium appendage LAA. Thì thực ra là báo cáo chỉ là những người làm siêu âm thì tôi rất may là tôi học siêu âm ở nước ngoài cho nên là tôi nói là chỉ rất dễ hiểu, thế nhưng mà những người làm siêu âm nói chung là người ta ký hiệu bằng tiếng Anh hết rồi, thế cho nên các anh chị là nói về học siêu âm bằng tiếng Anh thì người ta sẽ viết hết như thế nào, cho nên mình không viết thế này mình sẽ không hiểu được, đúng không ạ? Thế thì ở đây này nó có cái lỗ động mạch bên trái đi ra thế này, đấy. Ở đây này nó có cái lỗ động mạch bên phải đi ra thế này, cho nên đây nó gọi là LCC, đây là RCC, đây là NCC. Đây là left coronary cuspid là nhánh động, là lá động mạch bên trái. Đây là right coronary cuspid là lá động mạch bên phải. Đây là left coronary cuspid là nhánh không vành, lá không vành. Cho nên là mình phải nhớ thôi, đúng không? Còn tiếng Việt thì không biết là tôi cũng từ ngày tôi khổ, từ ngày tôi về Việt Nam tôi lại không làm siêu âm bệnh, chỉ làm một thời gian nên là sao mình bỏ, mà mình không làm siêu âm chuyên nghiệp, mình chỉ làm cho bệnh nhân mình, cho nên là mình không dùng mấy, cho nên là không biết tiếng Việt nó là cái gì chỉ nhớ. Đại loại là mình có thể nói tiếng Việt đấy, nhưng mà ký hiệu ở trong cái bảng ấy thì là, đúng không ạ? Tôi xin lỗi tí nhé. Có người người ta đang công tác Hà Nội đã báo cáo về đây. Alo.
tức là của cái hệ thống thoát nước hay là của cái hệ thống nhà sửa chữa cho